hướng dẫn lưu hệ điều hành của Sikorator lên FTP server. Chúng ta có thể copy cái hệ điều hành của Sikorator lên từ FTP server hoặc là FTP. Thì giữa hai cái option này thì chúng ta nên lựa chọn cái phương thức là FTP bởi vì FTP nó sử dụng cái giao thức truyền file tin cậy là TCP nó có khả năng phục hồi dữ liệu bị mất mà TSTP Server thì không có khả năng đó Bởi vì là cái TSTP là nó sử dụng cái uh, giao thức truyền thông là UDP Do vậy nếu mà có bất kỳ cái sự mất mát nào trong quá trình truyền file Thì chúng ta không có khả năng phục hồi dữ liệu bị mất đó Thành ra là đôi khi nếu mà chúng ta sử dụng cái uh, TSTP Server mà môi trường truyền thông không tốt thì chúng ta có thể copy một hai, hai lần thậm chí là nhiều lần thì mới hoàn tất cái công việc copy dự phòng cái hệ điều hành của Diskrotor lên cái thiết bị TSTP Server này. Thì trước khi chúng ta copy cái hệ điều hành của Cisco router lên FTP thì chúng ta cần phải khai báo cái thông tin đăng nhập trước khi kết nối được vào thiết bị này. Thì đứng tại Cisco router chúng ta sẽ khai báo hai cái thông tin đăng nhập là username và password bằng hai câu lệnh là ip ftp username cisco và password trong tình huống này cũng là cisco. Rồi sau đó trước khi chúng ta thực hiện cái tiến trình copy thì chúng ta cần phải sâu flash ra để xác định được cái tên của hệ điều hành nằm trong bộ nhớ flash là gì. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành thực hiện câu lệnh là copy từ bộ nhớ flash ra FTP hoặc là cũng có thể copy ngược trở về cái hệ điều hành từ FTP server ngược trở về bộ nhớ flash bằng câu lệnh là copy FTP 2.flash 2. Chấm, 2 chấm. Enter thì nó sẽ hỏi những cái tham số liên quan tới IP của FTP và cái tên file mà chúng ta muốn lấy từ FTP server ngược trở về bộ nhớ flash là gì